sẽ làm kinh tuyến này ha. Thì hôm nay là sẽ làm một cái món ong rây món ngắn, ai cũng làm ong rây món dài ha. Thì những bạn nào mà làm ong rây món ngắn khó quá cứ nhảy vô đây hết, Alex sẽ chia sẻ cho các bạn làm ong rây món ngắn. Thì hôm nay Alex đi đi lễ hội ở bên Cao Long Tum Tum á, nên là sẽ làm món ong rây món ngắn nhá cả nhà nhé. Trời ơi, dễ thương quá nhỉ à, Nguyễn Phi Hùng, trời ơi, hai chị Michael Lu, hai chị gì, Bẹp Lịch, tên Bẹp Lịch nữa, chịu không hết nổi, trời ơi, tên gì mà tên Bẹp Lịch vậy hả? Ok, thì đây là cái món mà Alex làm cái pho cho các bạn coi nha, nè, đây là những cái tông màu và đây là cái màu shop white ha, thì Alex sẽ đắp ombre món ngắn như kim tuyến một cái ngón ở đây, cho nó quan trọng ha. Thì hôm nay nó có lễ hội ở trên chùa Cao Long Tum Tum á. Thì cái lễ hội này nó rất là đẹp, rất là vui. Nên là Alex muốn làm cái bộ neo này để mình đi lên chùa ha. Đó, lộn đi đi lên chùa. Rồi bây giờ hộp clear ở đâu? Hộp clear. Hai thảo xuyên ha. Có gì để coi em không gì, trời ơi để coi không mình mày. Ok, bước đầu tiên các bạn thấy là khi mà các bạn muốn làm ong rây đẹp á, là các bạn lưu ý cho Alex á, là các bạn phải có được một cái cọ làm sao cho cái xếp ở đây này nó phải ôm lại, để khi các bạn kéo cái ôm vào đây thì nó sẽ đẹp hơn nha. Đây nó dày quá thì các bạn kéo nó không được đẹp ha. Ok, thì bây giờ hôm nay là sẽ làm ong rây và cái gói này là sẽ làm kim tuyến nha. Bộ neo là tuy nó đơn giản nhưng mà nó dễ thương, nó dễ thương lắm ạ. Đây là cái màu shop white ha, anh này sẽ đắp mỏng này. Thì đắp ombre nó có hai loại. Thứ nhất thì các bạn có thể làm một dàn trước. Còn thấy không? Đắp kì. Khi mà các bạn làm món ngắn ombre là đúng rồi, anh này lưu ý cho mọi người là các bạn phải đắp cái white nó dày hơn là cái pin. Có nghĩa là thường thường anh này chia sẻ mọi người là đắp 7 thôi đúng không? Thì các bạn phải đắp cho cái white nó được 8 để làm gì? Cố tình cho nó cao lên để khi mình kéo cái pin xuống á nó đủ cái độ. À, còn không nữa chặt các bạn kéo xuống hết á là các bạn không có thấy, các bạn không thấy shop wide nữa, các bạn thấy pin không à, tại vì các bạn đắp cái wide nó quá ngắn đó, mà các bạn đắp cái wide quá ngắn á mà các bạn kéo cái pin xuống đông đủ á thì nó sẽ lòi cái wide, nên bởi vậy các bạn phải làm cái wide cho được 8 nha. Đó, cái wide 8 nha lệ, trời ơi các bạn thấy không đó, các bạn phải làm sao cho nó được 8 vậy này ha, thấy không, nó phải cực kỳ mỏng ơi là mỏng, nó không được dày quá nha, dày quá lẫn được nha. So we have to do the white color with 80% and right now I'm stuck do this color. Đây là cái màu Corona Pink ha. Trời ơi cái màu dễ thương quá. Cái màu này là cái màu pink hy vọng. Nó sẽ bỏ lên đây này. Trời ơi. Trời ơi là trời. Trời ơi, các bạn thấy không? Trời ơi nó lành đẹp quá. Đây cái màu là màu Corona Pink nha. Trời ơi cái màu này quá đẹp. Quá đẹp. Còn thấy không? Nhẹ là thôi, bởi vì Alex nói á, kéo 8 để làm gì, để cái wire nó hơn cao một xí, để khi mình kéo cái pin ra nó đủ. Còn nếu các bạn đắp cái wire 7 thôi á, thì khi các bạn kéo á, các bạn phải đưa cái pin xuống một xí nữa. Xuống một xí để làm gì, để không thấy cái wire đúng không? Nhưng mà khi kéo xuống một xí nữa thì cái pin này nó sẽ chạy không cái wire hết, thì nó sẽ bị cái pin nhiều hơn cái wire. Lưu ý nha. Các bạn nghe rõ không? Đẹp bà cháy đi 28 năm rồi chán bỏ mẹ. Ok rồi bây giờ Alex đắp cái ngón thứ hai nha. Nói chung thì làm neo này nó lùi tới nó cũng vậy thôi, lùi tới cũng vậy thôi. Cố gắng làm sao để không vô neo nữa. Cái này cũng vậy luôn, thấy không? Đó, đắp cao cho Alex này ha, cao lên xí nha. Những bạn nào có question gì cứ hỏi nha. Trong cái thời gian Alex làm live thì mọi người có thể bấm nút share video cho Alex nha. Này Alex đắp mỏng này ha. Mỏng thôi. Để Alex đi tắt cái máy lạnh đó. Cái máy lạnh lạnh quá. Tắt máy lạnh đó. Ôi chào ơi, sorry mọi người nha. Alex đi tắt máy lạnh. Lạnh quá. Lạnh nổi mà Alex cũng lạnh luôn á. Bây giờ này Alex già cả rồi. Ốm yếu rồi, tay chân nó cũng có tuổi rồi, nó mới có hôm 7 à, giống như 72 vậy đó.
Còn thấy không? À, kéo vô ha. Đây là cái màu shop white nó rất là mỏng ha, tại vì cái màu này là nó là Alex hay làm theo cái kiểu natural nha. Đó nên Alex làm mỏng lắm. Mỏng để làm gì để cho nó phù hợp cái design hơn ha. À, các bạn đợi Alex xí để Alex lấy cái đèn ha. Alex sẽ làm cho nó mọi người thấy rõ hơn nữa. Cái đèn cắm lên đó. Ôi. Thế giới này là của em có quyền đi với anh và tất cả ở sân. Em tự nhiên, em muốn cái gì, em cũng cho. Thế giới này thuộc em. Rồi xong ha, để gọi cho cái đèn lên nè. Rồi mọi người thấy rõ không? Giờ rõ rồi ha. Hả? Xong rồi bây giờ là sẽ bỏ cái pin lên này ha. Đó, thường thường thì Alex làm xong Alex để ý xí. Các bạn không cần phải làm hết ha. Thường thường các bạn đắp ombre thì các bạn đắp một lần để cho Alex cũng được này. Nhẹ thôi ha. Các bạn thấy không? Để giữ nhẹ này. Đắp cao tới số 8 nha. Này các bạn phải làm được cái độ cong này ha. Nó cong như vậy thì nó sẽ đẹp, nó dễ thương hơn. Trời ơi. Giờ Alex sẽ bút mỏng rồi này. Mọi người có cái comment gì cứ hỏi nha. Cứ tra tấn hoặc là Alex sẽ answer những question đó. Đó, cho mỏng thôi ha. Đó, tại vì cái này, cái shop white này Alex cố tình mix cho nó mỏng hơn nữa. Tại vì cái cô khách của Alex nó có rất là khó đó. Có thể cô đặt một cái tên là gọi là thánh soi ấy. Thánh soi, còn biết thánh soi gì nữa. Nên mỗi lần làm á thì Alex hay đưa Alex có chuẩn bị một cái này này. Alex chuẩn bị một cái gọi là cái ở đây. Đấy, gọi là thánh soi nên Alex bỏ cái cây vô cho cổ ấy cứu soi này ha. You can see. Oh my god, it's perfect. Bỏ cái kính vô cho cổ ấy cứu soi. Thì kính hiển vi này mua ở ngoài supply, mua ngoài 99 cent á, có được bao nhiêu tiền quên rồi. Alex mua có được một đồng thôi. Đó. Nó sẽ bỏ cái shop qua lên cái pin này này. Trời ơi. Màu đẹp quá. Màu đẹp quá, bút ra. Trời ơi, dễ thương quá nhỉ. Thấy không? Cái màu đẹp ha. Thường thường á thì Alex nói các bạn á, làm ombre nó có hai kiểu. Thứ nhất á là các bạn có thể bạn đắp trắng xong các bạn đắp một lần thì nó có thể nó sẽ đẹp hơn. Tại biết sao không? Tại vì cái white nó khô rồi, khi các bạn kéo cái pin ra nó không có bị loe loẹt trong cái white đi. Đó, thì nó sẽ đẹp hơn. Đó. Còn không nữa thì các bạn nào mà làm kỹ thuật nhiều, ví dụ vuốt mà điều tay hơn á thì có thể làm pin white một lần. Đó, nhưng mà thường thường á thì các bạn làm như thế á thì nó sẽ đẹp hơn, tại vì cái nó xếp ray, tại vì cái white nó khô rồi, khi các bạn kéo cái pin ra nó không có bị bắt sấp. Ừ. Mình sẽ bỏ vô nha. Ừ. Xí cái này hơi nhiều, các bạn nhớ nha, lấy một xí thôi. Lấy nhiều quá là coi như hơi nhiều nha. Trời ơi, hai Kevin nha. Kevin ơi. Này. Tôi sẽ lấy nhiều hơn này ha. Đó. Bây giờ là kéo ra này. Đó, nhẹ nhàng thôi. Alex. Đó, nhẹ nhàng thôi nha. Kéo ra. Trời ơi. Các bạn thấy không? Nó rất là tự nhiên và nó rất là natural. Ha. Có kéo ombre ha. À, trời ơi, ông Kevin bữa này ông còn nhắn tin Alex ơi, tôi nhớ ông nhiều quá. Trời ơi, tình yêu online nha, tôi sẽ không khai ở trên mạng nha ông nội. À, tình yêu online sư phụ mà còn nói thánh soi. Sư phụ còn nói thánh soi. Ok, đó. Nói chung sư phụ nào cũng vậy, vô gặp cách thánh soi cứ mua cái kính hiển vi. Còn không nói xếp vẫn thẳng nữa thì cứ ra ngoài qua mặt mua cái thước. À, cứ đem về cứ đắp một ngón xong cho nó đo. Đó, nó đo xong cho nó cho khách hài lòng ha. Trời ơi, sư phụ cũng soi chứ đừng nói là đệ tử. Đó. Đó, rồi theo nó nhẹ nhàng thôi ha. Đó là cái cách mà các bạn làm cái ombre nha. Nhớ món ngắn á là đắp cho Alex bao nhiêu, 8 phần nha. Tại sao Alex nói 8 phần? Tại vì mình phải làm cao một xí để khi mình kéo cái pin xuống á nó đủ che được cái white, và cái thứ hai nữa là nó cái pin nó không có bị nhiều quá. Tại vì có nhiều người làm ombre cái món ngắn á kéo pin nó quá nhiều đi, tại vì Alex biết á, tại vì đắp white quá ít. Đó, nên Alex mất mà bật mí những cái mà tại sao nó ra như vậy. Đó, tại vì á, mình làm nhiều quá thì cũng thấy cái white nữa thì nó không được đẹp cho lắm.
ví dụ 10 người khách á, chỉ có một người khách họ thích cái tipping nhiều thôi, nhưng mà đa phần á, đa phần là toàn là qua nhiều ống pin, đại khái như 73 á, nhưng món ngắn là 82 á. À, lại sẽ đáp lại nha, món ngắn nha. Trời ơi. Hôm nay là ngày chủ nhật. Hôm nay là chủ nhật ha. Nè, lại bỏ lên này. Các bạn thấy không? Khi các bạn làm á, các bạn phải làm nó được cái độ cong. So you get how much limit angle ha. Các bạn thấy không? Làm nhẹ nhàng thôi, không cần phải mạnh tay quá, thấy không? Từ từ táo nó cũng nhừ thôi. Xong vuốt nhẹ ra này ha. Còn vuốt nhẹ nhàng nó thôi. Đó. Bột mà nó đang còn ướt á thì phải dùng sức mạnh mình là càng nhẹ càng tốt. À, giống như mình phải o bé vậy đó, mình mạnh quá thì nó mong manh, nó dễ vỡ lắm, đúng không Kevin? Đúng không? Dễ vỡ lắm, nhẹ nhàng thôi ha. À, vuốt ra dưới này nè, lấy cái cọ xoáy đằng cái là nó hết ha. À, nhẹ nhàng đó thôi. Trời ơi dễ thương. Một cái điện thoại. Ok, để lại nhìn tin nhắn nha. Bây giờ lại không có nhìn tin nhắn. Thánh soi dũa, coi dũa khách tự xử luôn. Ờ đúng rồi, khách mà nó soi dữ quá thì cứ đưa dũa cho khách tự xử luôn ha. À, đó là cái cách mà tốt nhất, à, đừng có cãi với khách gì ha. Đó soi hả, ok lấy này, lấy dũa này, dũa luôn đi. Rồi là sẽ bỏ cái này vô ha. So I have to angle the upright right here, you see it, make the curl in the side. And after that I have to tap like that. Because the powder is too sweat, so I have to wait a little bit ha. Là sẽ đợi cho nó xí nè, cho phiên nhẹ chúng thôi. Thấy không? Dễ thương không? Đó, mọi người có thể bấm nút share video cho Lịch nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Nè, xong cái này như vậy. Nhẹ nhàng thôi ha. Đó, nhẹ nhàng thôi. Các bạn nhớ là làm ở trên này này, càng mỏng càng tốt. Thì nó càng mỏng chừng nào thì nó sẽ không lòi cái quay chừng đó. Và cái thứ hai nữa là khi làm một ombre là phải nhớ phải nhũa mất cái đường line đi. Có nghĩa là sao, các bạn phải nhũa mất cái khúc nối đi. Các bạn không có nhũa mất nối thì các bạn làm món ngắn thì nó sẽ bị lòi nha. À, lưu ý ở những cái bước mà cơ bản, những cái mà nào mình nên để ý, tại vì nó là một cái phần hép cho mình rất là nhiều. Nó dũa xong không trả tiền sư phụ ơi, nó không trả tiền hả, nó không có trả tiền thì gọi cảnh sát. À, gọi cảnh sát. Các bạn nhớ nha, trong một cái tiệm cho dù khách vô mà đã làm, cho dù mình làm đẹp hay làm xấu thì mình vẫn có quyền lấy tiền nha, tại vì đó là cái service. À, còn cái phục vụ là ăn thua là do cái người đó làm thôi, nhưng mà cái ra tòa á, cái đúng á là vô tiệm người ta mà bạn đã vô làm rồi thì bắt buộc bạn phải trả tiền thôi. Đó là cái luật. Thì cứ gọi cảnh sát thôi. Chứ đừng có đàn người ta quýnh rồi đàn người ta quýnh rồi xong lấy máy quay rồi bỏ lên Facebook, YouTube nha. Bỏ tay luôn á. Làm vậy là không có được, sai hoàn toàn. Mình quýnh người ta là mình sai rồi đó. Nên lưu ý điều đó. Thấy không? A Lệp mua cỏ bấm luôn hả? Không, đúng rồi, A Lệp mua cỏ bấm rồi ha. Các bạn thấy không? Nó mỏng không? Nó cực kỳ mỏng lắm. Nó smooth vậy ha. Đó, đây là chỉnh này nữa, bắt sắp này hả? Trời ơi. Kevin ơi, Kevin đi đâu rồi? Nhẹ nhàng hả? Quá nhẹ nhàng, đúng rồi. Kevin dạy A Lệp là phải nhẹ nhàng, không được mạnh quá, A Lệp. Đó, nhẹ nhàng thôi, bỏ lên này ha. Này, cái màu này là màu rất đẹp ha. Cái màu này là màu Corona Pink nha. Vuốt xuống, trời ơi, Kevin ơi. Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi hả? Nhẹ nhàng thôi nha, bên này cũng vậy luôn. Rồi tiếp tục, Alex mua cỏ bấm luôn, đúng rồi, trang bùi ha. Rồi tiếp tục, Alex sẽ đắp cái ngón này lên ha. Thì hôm nay là món ngắn lắm, là món ngắn. Thì Alex kéo thằng lên này, các bạn nhìn nha, để vô này ha. Thông này cũng vậy. Đó, thì các bạn muốn mua cái màu này thì nó có trong cái set màu 15 màu nha. Đó, cái set 15 màu. Đó, cái set 15 màu bên công ty Alex bán rất là chạy. Đó, rất là nhiều người order. Thậm chí nhiều người đã order hộp bự luôn rồi để dự trữ. Là lại có cái hộp tới 16 ao luôn. Thì các bạn nào mà thích cái màu đó thì cứ lên mạng order cái hộp 16 ao nha. Đó, xài cho 16 ao Alex nghĩ xài cũng phải gần 4-5 tháng, nửa năm mới hết. Đó, tại vì mấy cái màu này nó quá đẹp đi. Đó. Rồi kéo ra. Trời ơi, các bạn thấy không, khi mà các bạn đắp mà được 8 hình pin như vậy, 8 hình quay vậy, các bạn kéo ông đây là nó đẹp lắm. Tại vì nó đủ để nó che đi cái độ mà ông đây tự nhiên. Lưu ý nha, hay khỏe không chị Lâm? À, để tại sao không đưa hàng sang Đức?
Có nha, nếu mà muốn mua cứ gọi vào công ty giao lịch nha. Để gọi vào công ty thì anh lịch sẽ làm order ha. Đó. Rồi bên này cũng vậy ha. Rồi các bạn nhìn cái cách anh lịch kéo lên cái ngón này nè. Cái ngón này là cái ngón cuối cùng nha. Cái ngón này là cái ngón mà ok, thường thường á các bạn là ông đây, tại sao cái ngón cái nó khó kéo hơn mấy cái ngón kia? Tại vì á cái ngón cái nó bự hơn, nên các bạn nhớ khi các bạn kéo bự hơn, các bạn sẽ làm cho cái cọ mình nó lép xuống một xí. Đây là cái mẹo nha, làm cho nó mép xí để mình lấy cục bột nó dài ra. Nhớ nha. Đó, anh lại sẽ lấy cái cọ mép xuống một xí. Đấy, các bạn nhìn này ha. Các bạn đè mạnh xuống một xí để cho nó bè ra. Đó, đây vô. Đó, rồi bắt đầu dồn bột giữa này nhìn nha, này. Trời ơi, này kéo ra. Không, nhẹ nhàng thôi. Đó là cái thân list thôi, nhớ. Nhẹ thôi. Rồi tay bên kia. Trời ơi, màu này đẹp quá. Màu này là màu quá đẹp không? Kevin vừa coi like qua lịch rồi vừa nhắn tin cho lịch cho mọi người. Đó, Kevin nha. Vừa coi like vừa nhắn tin nha. Nhẹ nhàng thôi nha, đó nhẹ nhàng thôi. Đó. Người ta tên A Liệt mà anh này cứ gọi liệt lẹt lẹt lẹt. Không, người ta có chữ T mà ổng cứ gọi tên chữ C không nổi. Đó. Ghi chập nó thành đi lệch luôn á. Này. Bút nhẹ này ha, các bạn thấy không? Nhẹ nhàng thôi. Bên này cũng vậy, nhẹ nhàng xuống, bút hai bên vô. Đó. Khi các bạn làm bột mà móng square tự nhiên á là các bạn lưu ý cho lệch á, các bạn muốn mà làm sao đừng cho nó phình ra. Các bạn phải dũa cho hai bên nó ốm vô xí thì khi các bạn đắp vô thì nó sẽ đẹp hơn và nó tự nhiên hơn. Sau lệch sau không hỏi lệch qua đứt chơi luôn. Chị lắm này tên người. Ok rồi các bạn thấy đây là lệch sẽ kéo cái ông về cuối cùng ha. Trời ơi nhìn này. Lệch kéo nha. Ở 8 phần đúng không? Thì các bạn bỏ cái pin lên thì nó phải qua được số 8. Nó đụng ngay số 7 rồi từ số 7 các bạn kéo ra. Thì các bạn sẽ không bao giờ thấy cái like quay. Bởi tại sao nhiều người bỏ ombre lên á, chưa qua được số 8 nữa, từ số 8 kéo ra rồi. Thì các bạn kéo ngay chỗ số 8 thì nó sẽ lòi cái quay. Dễ không? Rất là dễ hiểu ha. Đó, nhớ nha. Phải kéo từ số mấy? Kéo ngay từ số 7 xuống. Đó, này. Lấy cái pin này cũng phải cho nó gọn này. À. Các bạn phải lấy sao cho nó cái mũi cọ nó hơi đứng xí thì cục bột nó sẽ tròn hơn. Các bạn bỏ lên. Bỏ nhẹ xuống. Đó, nhẹ xuống thôi. À, còn kéo này nè. Trời ơi, dễ xương quá nha. Trời ơi. Này, thấy không? Thấy không Kevin? À, thấy Kevin, Kevin phải dạy Alex là nói ông làm gì cũng phải nhẹ nhàng nha. Đó. À, phải nhẹ nhàng. Rồi, cái này cũng vậy luôn. Trời ơi, phiên đẹp quá. À, vậy ha. Đó, lưu ý nha. Thông minh. Ok, càng vút càng ra anh Hỷ. Ừ, đúng rồi. Càng ra thôi nha, đừng có vô nữa nha. Vô nữa coi như là sai nha. Có nghĩa là tới đó được rồi đó, là dưng được rồi đó. Ông càng nói như càng sâu xa nữa. Ok rồi bây giờ này anh lại sẽ lắp cái kim tuyến này. Thường thường á thì cái kim tuyến này trong vòng tuần tới nó là có nha. Cái màu rất là đẹp. Anh lại bây giờ màu rất là đẹp. Tuần tới là sẽ có nha. Đó. Đẹp không? Các bạn thấy đẹp không? Nhiều kim tuyến mới rất ra rất là đẹp. Và anh lại sẽ về anh lại sẽ mix lên một cái hệ thống màu kim tuyến thì cho mọi người thấy ha. Rồi bây giờ các bạn làm cái này thì bự quá. Đúng không? Bự quá thì nó sẽ hơi bị thô đúng không? Thì thay cạnh đó thì Alex sẽ lấy cái hột nhỏ hơn. Có nghĩa là Alex phải làm cái bay bằng cái thằng này. Đó, cái bay thì Alex vừa có silver thì sau này Alex có cái silver của cái màu này luôn, hột nhỏ. Đó, thì Alex bây giờ Alex đắp này ha, nhìn nha. Đó, thì thường thường các bạn Alex nói á, nếu một kim tuyến bự này á, Alex recommend á, đừng có mix sparkle leader vô tại vì rất là khó đắp, nó không có đẹp. Kim tuyến nhỏ thì mình làm thôi. So, right now I put a little bit of sparkle right here, make sure have the nail or stay good ha. Đây là cái bộ nail Alex làm nó đơn giản thôi. Alex không có làm cho nó cầu kỳ quá. Này ha. Vuốt nhẹ ra. Hả? Hả? Kevin ơi, gửi qua vài ký thử đi Alex ha, vài ký hả? Ừ. Trời ơi, Kevin gửi vài ký luôn. Alex mua có 1 ký gửi vài ký ông nội. Hả? Mua có 1 ký gửi 1 ký hết rồi. Hả? Phải nói là gửi qua cho Alex, gửi qua cho Kevin mấy gam. Ha. 1 ký cho ông xài cả năm chưa hết nữa. Ông xài chắc nè. Đến thời mà vua cần không chưa hết nữa. Không, tại cái kim tuyến này nó đã, xài con ngón thôi mà 1 ký á, và các bạn xài chắc cũng lâu lắm. Chắc phải nhiều lắm. Thì các bạn thấy một cái hũ này thôi là 2 gram thôi là xài thì đã thấy lâu rồi. À, các bạn thấy không? Rất là đẹp ha. Cái màu rất là đẹp.
kia lại bỏ kia à, lại bỏ cái clear lên á, cái treo lên. Trời ơi, gọi là câu gì đẹp, bá cháy bù chét à, bá cháy bù chét. Trời ơi, màu này gọi là màu gì hả anh Đức? Vậy khóa một đi anh ơi. Kevin chuẩn bị qua Đức rồi á, Kevin á, Kevin qua Đức nha. Trời ơi đẹp quá Kevin ơi, trời ơi chịu không có nổi. Mày gọi là màu gì, màu này gọi là màu gì hả? Màu là kim tuyến hay là màu chi? Mày nói rõ ràng Alex mới hiểu. Rồi xong rồi Alex sẽ bỏ một xí clear lên nhá. Để làm chi? Để Alex cover lại này. Alex sẽ bỏ một xí clear lên. Các bạn thấy không? Các bạn phải làm sao? Thường thường á, mà các bạn muốn kim tuyến nó càng đẹp á, thì Alex rất thích mai á, là các bạn đắp mỏng thôi, là các bạn bỏ clear lên. Thì cái độ sáng của cái kim tuyến nó sẽ đẹp hơn là các bạn đắp nguyên full cái nail xong rồi các bạn không bỏ clear lên thì nó không được đẹp lắm. Đó là cái cách mà Alex thấy, Alex học từ những người Mỹ họ làm. Tại vì Alex học không xa lạ gì hết, Alex học ở trên YouTube thôi. Những cái nail gì Alex cũng học từ trên YouTube hết. Nên Alex thấy những cái hay để Alex chia sẻ cho mọi người. Các bạn đắp clear lên đó, thì tất nhiên nó có cái độ bóng. Cái thứ hai nó có cái độ 3D trong clear nó sẽ sáng lên. Các bạn hiểu Alex nói không? Thì thay vì các bạn không có đắp clear lên đó, thì có hình dũa nó sẽ bị trầy cái kim tuyến đi. Tại vì đây là cái kim tuyến xịn, còn nếu cái kim tuyến dỗm á, các bạn đắp xong đúng không, đại khái kim tuyến màu đi màu đỏ, các bạn vũa xong tự nhiên các bạn thấy silver. Tại vì cái kim tuyến nó họ chỉ có nghĩa là họ làm cái silver này xong họ nhúng màu vô thôi. Nhưng mà những cái kim tuyến này từ những cái foil, có nghĩa là từ những cái giấy foil họ cắt ra thì nó sẽ ra cái màu như vậy. Nên bởi vậy tại sao nó khác đó. Các bạn phải lưu ý nha. Thank you Cường nha, thank you chị. Thank you có lớp bên Đức vậy Alex. Dạ bên Đức á chị. Để Alex bàn bạc với Nguyên trong nhóm thử đã rồi Alex sẽ mở lớp Đức. Tại vì bây giờ rất là busy quá, nhưng mà Alex sẽ dự định là để cuối năm này Alex đi thi quốc tịch đầu đã. Rồi Alex đi qua Đức. Tại vì bây giờ chung khó quá. Đi qua Đức lỡ may không biết nữa. Có về được hay không nữa, ở bên Đức luôn. Còn thấy không? Đắp mỏng ấy nha. Mỏng như thế này thôi. Cho Alex bỏ kim tuyến lên. Chạy kim tuyến này nó đẹp quá nên mình phải tiết kiệm một xí. Tiết kiệm ha. Tại cái kim tuyến này thì mua thì nó hơi mắc xí nha mọi người. Tại vì nó rất là mắc. Nó là cái thuộc dạng mà cái high quality. Có nghĩa mấy kim tuyến này họ làm cho những cái custom thời nghề mẫu thời trang á. Nên bởi tại sao các bạn thấy nó khác biệt với những cái kim tuyến thường. Thì mình dùng những cái này mình áp dụng lên nail nó cũng rất là hay. Trời ơi đẹp quá. Một bộ nail là gì? Có nghĩa là khi các bạn phối, cho dù móng ngắn hay móng nhỏ, nhưng mà các bạn chỉ cần nhìn ra được cái đẹp của nó và các bạn nhìn ra được cái góc cạnh của nó thì các bạn làm nó rất là đẹp ha. Nó chỉ có vậy thôi. Ok Cường Trần ha. Trời ơi bữa nay học cái từ hỉ của Smile đúng không? Anh này cứ hỉ ha. Cứ khách vô. You want this one hỉ? Ok, you want this one? Ok, I can do this one for you hỉ. Đó, smile đó. Rồi cứ bỏ thêm xí clear vô này ha. Ở đâu lòi thêm cái cục gì vô đây. Bỏ lên này nhẹ nhàng thôi nha. Thấy không, cover lại. Cover lại để làm gì, để cho nó đẹp ha. Xuống xuống. Cái clear qua lại đó, các bạn mua về các bạn đắp thì nó rất là smooth ha. Không bị hột. Đó, các bạn chỉ cover lại thôi nhẹ nhàng. Kevin đâu rồi, chạy đâu rồi? Leader có pha với clear không? Thì hồi nãy là đã chia sẻ cho mọi người á, nếu mà hột bự á thì đừng có nên pha. Cái này cũng ok, cái này các bạn cũng có thể pha được, nhưng mà hột bự quá đừng có nên pha. Tại vì á nó đẹp rồi, tại vì á bự quá khi các bạn kéo nó khó, tại vì nó dày hiểu không. Còn nếu mà nó nhỏ thì các bạn pha gì để đắp cho nó mượt vậy thôi. Em muốn học khóa nâng cao bên. Ok rồi, xong rồi ha. Vậy bây giờ mình tám ha, mình tám về những cái khái như về góc cạnh này. Rồi bây giờ những bạn nào mà làm móng ngắn á, móng square mà hay vũa bị méo hay là bị không có thẳng á, thì các bạn bay vào đây. Màu này màu Corona Pink nha, của cái set 15 màu ha. Thì những bạn nào mà muốn order hũ này á, thì có thể lên order single. Alex như Alex có cái hũ nhỏ trên có bán lẻ luôn đó, những cái màu nude. Rồi Alex kìa. Hai Ari, trời ơi hai anh Nguyễn nha, leader. Xong rồi đúng không? Xong rồi bây giờ Alex sẽ vũa nhám nha. Này các bạn thấy không? Đó xong rồi ha, vũa này. Thường thường Alex chia sẻ cái móng cóp bình ngắn, cái móng square ngắn á, thì các bạn nhớ là phải vũa cho nó ốm vô xí.
Tại vì đa số nail, tại sao nhiều người dũa bị shape nó được tự nhiên? Tại vì các bạn biết á, để lại phân tích, khi móng mọc ra thì tất nhiên cái móng thịt mình càng ngày càng nhỏ, nó không có thể nào bự ra được hết. Đó, bởi vì khi mà các bạn làm, các bạn phải lưu ý cho lại một điều á, là làm sao, có nghĩa là các bạn phải dũa cho nó ốm vô. 10 người chỉ có một người họ muốn gì, họ muốn cái móng họ hơi wider ra thôi. Nhưng đa số là các bạn phải dũa cho nó ốm vô xí. Tại vì á, khi các bạn dũa ốm vô xí á, thì khi các bạn sơn silac lên á, nó ra một xí. Rồi các bạn sơn top lên nó ra xí, thì nó sẽ thẳng. Còn các bạn không có dũa hai bên ốm vô xí á, thì khi các bạn bỏ treo lên á, nó sẽ bị phình cái shape, nó sẽ bị thô. Và khi nó bị thô thì nhìn nó không được tự nhiên. Đó, Alex làm sao gì cũng đẹp, làm sao làm gì cũng đẹp. Nên Alex chia sẻ những cái mẹo nhớ nha. Có nghĩa là các bạn phải dũa cho nó ốm vô. Đó, đó là cái nail art. Có nghĩa là sao các bạn nhìn được cái shape, nhìn được góc cạnh ha. Bên này cũng vậy. Đó, cái món này nhỏ nhỏ dễ thương quá. Anh ngày nào cũng làm món ngắn, món dài thùng lòng hết. Đó, Lily nail, chụp ảnh màu đi Alex, chụp ảnh màu. Ok, chụp nữa Alex, chụp ảnh màu ha. Cái gì Alex phó cái hũ lên cho. Thì mỗi lần Alex phó đều, mỗi bộ nail Alex đều nói với mọi người là ok, cái màu này nó có trong cái màu set của 15 màu. Hay là có cái màu Salala pink cũng đẹp này, màu nude pink cũng đẹp này. Cái mấy cái màu mà mới ra của cái set Ombre 15 màu á, những bạn nào mà chưa có thì có thể lên mạng nhanh tay order nha. Tại vì cái những cái set màu rất là top là, tại vì nude là bây giờ rất là nhiều khách hàng, nhiều khách Mỹ họ rất là thích, thậm chí họ rất là thích làm, tại vì nó natural và nó tự nhiên. Đó, ngày xưa làm pink and white rất là cực, làm đắp nãy giờ thật sự lại nói làm pink and white chắc nãy giờ mới làm con bàn rất là cực, nhưng mà làm ombre bây giờ nó quá sướng rồi, vừa sướng thì vừa có tiền nhiều hơn pink and white nữa. Pink and white bên tiệm Alex lấy một bộ vậy bao nhiêu, một bộ vậy 45 đồng. Và trong khi đó các bạn thấy không, các bạn nhìn nè, cái nail mà để Alex dũa cái nail này xong rồi Alex cho các bạn coi cái nail mà bên kia thì các bạn thấy nó khác không nha, nó sắc sảo hay không, để Alex phân tích cho mọi người hiểu này. Các bạn này, các bạn thấy không, bấm cái shape qua này, các bạn nhìn này, thấy cái nail nó thẳng không đó, thì khi các bạn nhìn vào thấy cái nail nó sắc lắm, và khi nó sắc cái là nhìn nó đẹp, rất là tự nhiên đó, rất là tự nhiên ha. Các bạn bấm mạnh cho Alex ha, rồi đo hai cái tay bên này cho giống nhau này. Trời ơi, dễ xương quá nhỉ. Alex có nhận đệ tử không? Alex có nhận đệ tử không? Alex không dám nhận đệ tử ha. Đấy, thì hồi sáng có một bạn tới đây học rất là dễ thương. Đó, bạn nó tới đây có nửa tiếng thôi, tại vì bạn mua supply nên bạn tới có nửa tiếng thôi, nên là bạn học rất là siêng. Còn theo, nó theo rất là đẹp ha. Nó thằng này cũng vậy luôn. Alex có nhận đệ tử không Alex? Holly Huynh hả? Có nha. Holly Huynh là Alex sẽ nhận liền. Đó, có nghĩa là Alex sẽ nhận về. Nhìn về giống đại khái như đấm bóp này, massage chân này, massage tay này. Alex sẽ dạy massage. Alex sẽ dạy full body massage. Vui lòng chưa? Vui chưa? Này, cho Alex sẽ coi thử hai cái tay khác nhau không nha. Để cho Alex coi, các bạn coi thử cái độ sắc của hai cái nóng nha. Nhìn này. Các bạn nhìn cái shape này, các bạn thấy không? Các bạn đây là thấy cái nail nó chưa có dũa này. Các bạn thấy không? Nó chưa có dũa này. Nhưng mà khi các bạn dũa ra này, các bạn thấy không? Nó bo cái shape vô nhìn này, nó sắc liền, thấy không? Cho nó ốm vô xí. Đó, nhớ nha, cái thằng bên này chưa dũa này. Đó, nên các bạn khi Alex hướng dẫn mọi người nhớ đắp bột làm sao đắp cho nó chuẩn ha. Này cái ôm đây các bạn thấy không, kéo ra cho nó tự nhiên ha. Đó, đây là dũa rồi, các bạn nhìn thấy không, nó rất là sắc. Đó, lưu ý nha. Đó, cho dù móng dài hay móng ngắn gì cũng vậy á, các bạn lưu ý ra là một điều á, mình nắm những cái bước cơ bản thì các bạn sẽ làm được hết ha. Tại vì đôi khi Alex thấy có nhiều người làm móng ngắn, người ta làm rất là đẹp, người ta dũa cái shape rất là sắc. Nên Alex học rất là nhiều, có nghĩa là mình nhìn đó mình thấy cho dù móng ngắn hay móng dài cũng vậy á, nhưng mà mình tập trung vào cái shape, mình làm cho đúng cách thì nhìn bộ nail nó rất là tự nhiên ha. Alex có 15 màu ombre bao nhiêu tiền vậy? Ok, cái 15 màu ombre này á, thì nó cái 15 màu ombre này là 280 nha, là sell xuống còn có 225 thôi. Thì những bạn nào mà chưa order thì có thể lên mạng Alex order nha. Các bạn có thể bấm nhau lại cái website là chasnail.com được không? chasnail.com nha. Cho mọi người vô, cho cái chị Bùi gì đó, chị vô chị order. Còn không nữa thì chập nữa là sẽ gửi cái link qua tin nhắn á, thì bấm vô cái link cái xung lên cho tiền thôi. Đó. Những bạn nào mà tại sao mà Alex nói tại sao có nhiều bạn gọi vào công ty không được cái phần trăm off, là 10% off, tại vì Alex muốn để cái 10% off là gì? Có nghĩa là các bạn phải lên website, rồi các bạn phải sign up cái membership, có nghĩa là cái account với cái Chasnail đó, thì các bạn mới được 10% off. Lưu ý nha,
phải lên website các bạn đăng ký account đã. Có nghĩa là khi các bạn đăng ký xong, các bạn bấm những cái code của Tammy hay là của Brian hay là của Tracy thì các bạn mới được 10% off. Các bạn phải đăng ký account thì các bạn mới được những cái phần đó, nên lưu ý nha. Còn những bạn nào mà chủ tiệm nail mà mua supply số lượng nhiều thì có thể gọi vào công ty, thì có những cái deal rất là good ha. Tại vì các bạn phải mua cái số lượng thì các bạn mới có những cái deal good được. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ dũa nè, các bạn nhìn thấy không? Nó gọn thấy không? Nó ôm hai bên này, thấy không? Này, bây giờ Alex sẽ dũa ra nè. Oh, thank you Ari nhé, Ari. Trời ơi. Rồi, màu đẹp quá. Thank you nhiều. Này, bây giờ này các bạn thấy không? Này, Alex dũa thì nó sắc chưa? Bỏ dùng cái nữa. Rồi cái điều mà đầu tiên Alex muốn chia sẻ cho mọi người, tại sao nhiều người dũa xong rồi ngồi dũa lại tiếp thêm một lần nữa. Khi các bạn dũa cái tay này á, là các bạn phải liếc qua cái tay bên kia. Tại vì sao nhiều người dũa cho đã luôn, dũa hết nguyên bàn luôn, tập nhìn ra cái bàn này dài, bàn kia nó ngắn, rồi dũa lại thêm một lần nữa. Nhớ nha, phải liếc qua cái bàn tay bên kia. Mình liếc qua để làm gì? Để mình biết chắc chắn là cái nail nó chuẩn nha. Nhớ lưu ý cho Alex. Trời ơi, các bạn thấy không? Này, nhìn nó sắc không? Bật cái xếp vô thấy không? Nhìn nó rất là sắc. Xong đo hai cái tay vô. Tay này như vậy, nhớ nha, phải dài giống nhau hết. Rồi cái điều thứ hai mà Alex muốn chia sẻ nữa là khi mà các bạn dũa thì các bạn thấy nó square đúng không? Nhưng mà khi các bạn dũa xong, các bạn thấy ủa tại sao cái tay nó mập bên tay kia? Các bạn biết tại sao không? Các bạn biết tại sao mà cái tay này nó mập hơn cái tay kia không? Hả? Tại vì khi mà các bạn để vậy, các bạn thấy độ ngang với nhau không? Khi mà các bạn dũa cái thằng ngắn hơn thì tất nhiên cái độ dày ở trong nó bự hơn, thì các bạn phải dũa sao cho nó ốm lại thêm một xí nữa, nó giống cái thằng bên kia. Tại vì mình mới chỉnh cái thằng này, mình có nghĩa là khi mình nhìn vậy độ mập giống nhau đúng không? Độ mập giống nhau, nhưng mà khi mà thấy thằng này dài quá mình dũa tất nhiên bột nó sẽ thụt vô, thì tất nhiên nó thụt vô tất nhiên thì nó phải bự hơn rồi, thì các bạn phải dũa hai bên ốm lại một xí nữa cho nó giống bên kia. Đó, có nghĩa là bây giờ độ dài giống nhau, độ mập giống nhau. Đó, độ xếp giống nhau. Đó là cái technique mà các bạn phải lưu ý nha. Alex chia sẻ dễ hiểu không mọi người? Nếu mà Alex chia sẻ dễ hiểu, mọi người bắn thêm cho Alex được không? Bắn chim nha, bắn thêm nhiều vô. Hậu đâu rồi? Hậu nghe nói full body massage chạy rồi phải không? Ok rồi, bây giờ này các bạn thấy không? Xong rồi Alex sẽ đẩy nhẹ cái da ra thôi. Đẩy nhẹ cái da làm gì? Để Alex dũa sơ qua thôi. Đó, dũa sơ qua thôi nha. Hey, thank you Thọ Nguyễn nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Hôm nay là ngày chủ nhật, Alex chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ. Đại khái như hôm nay là thời tiết cũng hơi nóng một xí, thì các bạn ở Cali thì các bạn có thể đi hồ bơi hay là đi trượt nước. Còn ở trên Ayoma thì có thể đi ra sông, đi ra sông tắm. Trên sông bên Yuma thì nó có cái sông, bên Ayoma nó có cái sông Colorado chảy xuống. Tại sao có cái sông nó quanh năm? Tại sao cái khí hậu nó nóng mà tại sao cái sông như nào nó cũng lạnh hết? Tại vì cái nước mà từ cái nước cái sông nó ra là từ trong băng tuyết ở trên Colorado nó chảy xuống, nên cái nước khi nào nó cũng lạnh hết. Các bạn thấy không? Dũa nhẹ nhàng ra ha, thấy nó tròn không? Trời ơi, nó tròn ơi là nó tròn ha, nhớ nha. Bên này cũng vậy. Oh, thank you nhiều nha. Trời ơi, thằng bên này cũng vậy luôn, dũa ốm ra lệt này ha. Ôm vô, thằng bên này vậy, ôm vô. Đó. Vô ôm vô nha. Đó. Thằng bên này cũng vậy. Đó, khi mà các bạn làm ombre mà các bạn nắm được những cái chi tiết của giống nha lệch á, thì các bạn không cần biết, các bạn không cần phải bỏ một lớp clear mỏng ở trên cái ombre nữa, tại vì các bạn đã kéo ra nó đúng cách và nó đẹp rồi. Nên các bạn không cần phải làm nhiều nữa. Đó là những cái gì mà Alex muốn chia sẻ cho mọi người. Đó, thì các bạn cố gắng làm sao khi các bạn kéo sao cho nó cái tay cho nó nhuyễn. Đó, thì các bạn không cần phải dũa nhiều nữa. Đó, đại khái nhưng mà Alex làm, Alex vẫn dũa sơ quan xí để làm gì đúng không? Tại đôi khi mình làm nhanh quá, mình lấy tiền thì cũng kỳ lắm. Nên mình dũa sơ quan xí. Nhưng mà khi ví dụ người khách hàng đầu tiên thôi, nhưng mà khách lần thứ hai thứ ba thì họ biết mình rồi, họ biết mình đắp bột rất là kỹ hay là kỹ trên người khách đó rồi, thì họ có thể yên tâm hơn, họ thoải mái cho mình làm. Đó, đắp bột thì các bạn chạy được, nhưng mà làm tay trên nước các bạn không chạy được nha. Cho dù các bạn có giỏi cỡ nào các bạn cũng không thể chạy được, tại vì cái tay trên nước nó phải relax,
Còn cái bột á thì ví dụ như đại khái như mà mình đắp đẹp rồi ấy, thì mình không cần phải làm nhiều hơn nữa đó. Tại vì khách họ sẽ nhìn được chứ không phải họ nhìn không có được đó. Nên cái bột nó khác nhưng mà cái tay trên nước thì nó khác. Nó gọi là chỉ rửa sơ qua thôi. Rồi xong rồi là sẽ chỉnh cái xếp này, chỉnh xíu cho nó có độ cong nha. Đó. Thank you nhiều nha. Thank you nhiều. Đó, rồi bên này cũng vậy luôn, nhẹ nhàng. Đó. Thấy không? Chạy sơ qua thôi. Cái đầu dũa mà đang dũa là cái đầu dũa này là vừa dùng cho silat được này, vừa dùng tháo silat, rồi vừa dùng cho dũa láng ha. Đó, cái dũa này rất là hay. Thì những bạn nào mà chưa có cái đầu dũa này thì có thể lên website Alex order ha. Rồi Alex sẽ chỉnh này. Vừa cong ở đây, vừa cong ở đây và vừa cong ở dưới này nữa. Nó phải cong đủ cái độ hết thì cái nail mình nó ra sẽ đẹp hơn. Đó. Cong. Cái nào cũng cong hết ra. Thằng bên này cũng vậy. Bên này cũng vậy. Đó. Chỉnh cho nó đều từ cái xếp. Ví dụ như có nhiều người khách đó, họ muốn móng xoe ngắn mà họ không muốn shop á, thì Alex chia sẻ các bạn sẽ đánh ngược như vậy nè. Các bạn đánh nhẹ lên như vậy nè. So how to be very gentle because some customer they want not really soft right here. So khi mà mình làm vậy á, thì nó không được đẹp nữa đúng không? Nó không được đẹp nữa thì có thể là sẽ đá hai bên đây này. Đá qua đây vậy nhưng mà thường thường á các bạn làm mà muốn ngắn á, các bạn soft quá thì nó giống như bị oval thật sự á, cái móng á mà các bạn đánh nhiều quá thì mấy ngày sau tất nhiên người khách người ta về làm á mà mình đã làm oval đúng không? Mình chỉnh cho một xí square round rồi mấy ngày sau nữa nó thành móng oval luôn á. Tại vì nó làm việc á, nó làm cho cái móng nó không được được sắc sảo nữa. Tại vì mình vũ quá nhiều rồi. Nên các bạn chỉ đánh ngược lên vậy thôi. Đánh ngược lên để làm gì? Để khi người khách về người ta không có baby, người ta không có đau. Hay đại khái người ta làm massage cho chồng nó không có đau. Đại khái này vậy ha. Không thấy không? Bóc phở ra cho liệt ha. Bóc phở là hết. Đó, rất là mượt ha. Đó. Xong rồi Alex chỉ bỏ treo lên, bỏ treo lên xong rồi lấy 55 đồng. Cái bộ nail thì lấy 55 đồng. Đó. Ombre rồi làm thêm cái sparkle này Alex chặt thêm 5 đồng nữa. Tại vì cái kim tuyến này nó thuộc lại kiểu mà đẹp. Có nghĩa là kim tuyến này thuộc dạng high quality. Có nghĩa là kim tuyến này nó, ví dụ các bạn mà đắp cái hộp này không á, thì các bạn không chặt tiền. Nhưng mà các bạn bỏ thêm một tí lên á, thì còn lấy 5 đồng bạc ha. Tại vì kim tuyến này nó rất là mắc. Xong rồi ha, xong rồi Alex sẽ bỏ treo lên, bóc phở cái chết thì ra nè. There ombre with two color, yes, it's right. Sorry, anh biết what color did you using? Ok, cái color anh using là cái màu này nha. Mà em muốn mua thì em vô cái màu website anh bấm chữ Corona Pink ha. Thì Alex sẽ cho các bạn coi cái season set màu qua lại này ha. Đây. Cái đây là cái màu, cái đây là cái đây là hình như cái 15 màu cái bạch mua cái set này ha. Thì cái set bột của 15 màu đây này cái ombre rất là đẹp. Đó, thì các bạn lên các bạn có này, cái màu nãy là xài hình như là cái màu Corona Pink, hình như là cái màu màu đậm, hình như màu này ai cũng biết nữa. Trong tại anh không có ghi tên, nó nằm trong cái khu đó hết. Đó, rất là đẹp, nó đủ tông màu luôn. Đó, thì các bạn có thể lên website order ha. Đó, nhanh tay lên ha, thank you rất là nhiều. Trong mặt quá. Rồi bây giờ Alex sẽ gắn vài viên đá thôi nha. Gắn vài viên đá thôi. Nên Alex sẽ bỏ treo cho mọi người xem thử cái ombre này ha. Thì khi Alex xài á, thì Alex sẽ xài cái top coat bên của công ty Alex. Cái top coat thì nó rất là bóng, bóng ba, bóng bẩn, bóng lắm. Thì những bạn nào mà xài top coat Alex rồi á, thì các bạn cũng biết đúng không? Các bạn nào mà đã xài top coat Alex chưa? Các bạn thấy chưa? Nó rất là bóng ha. Alex không có nói thành thánh gì đây hết á. Alex chỉ nói là nó bóng, nó good. Nói vậy thôi. Rồi Alex sẽ bỏ cái thằng này lên. Cái tấm này thì Alex mua ở trong 99cent nha. Đó, đẹp lắm. Tấm này mua ở trong 99cent á. Rồi, bỏ treo lên. Đó, đây là cái top coat này nè. Các bạn vừa dùng cho silat, vừa dùng cho dip phải để 2 phút nha, vừa dùng cho silat, rồi dùng cho bột màu. Đó, đánh khom cũng được nữa, khom thì để 10 giây. Đó, các bạn nhìn này, trời ơi, nó natural lắm.
nha, còn siêu lại cho nó đẹp. Nhớ nha. Rồi tiếp tục. Wow, amazing at do you show in Africa. Yeah. Tiệm hôm nay có mở cửa không? Tiệm hôm nay không có mở cửa nha. Tiệm hôm nay không có mở cửa. Thứ hai Alex mở cửa từ thứ hai tới thứ bảy. Những bạn nào mà chưa biết địa chỉ thì các bạn có thể lên website của Alex đó, lên cái Facebook Alex đó, Alex có để địa chỉ trên đó. Này, đây là cái kim tuyến này. Wow, cái màu đẹp quá. Nó ngáo ngắn luôn á. Cái màu này các bạn thấy không? Nó sâu nó rất là đẹp. Nó giống như cái tay này thì Alex tính gắn thêm vài hộp đá nữa, nhưng mà Alex nghĩ không cần gắn nữa tại vì nó đã đẹp rồi. Gắn đá nữa thì nó hơi bị quá nhiều, hơi bị lỗi. Put back the light for me please. Yeah, thank you. Cái này nhảy luôn ha. Top này có phải không Alex, loại top này có phải chai không? Có chai to không? Có luôn nha. Cái top này Alex có chai refill luôn. Wow, cái thằng này đẹp quá. Còn thấy không, cái kim tuyến này đẹp quá ha. Bây giờ rất là nhiều người đang trông chờ cái kim tuyến này về ha. Thì Alex sẽ có về sớm ha, Alex sẽ báo cho mọi người biết. Đây là cắt cái da chết đây ra nè. Chắc là Alex sẽ lấy cái kim cắt. Cái top coat này có cái hay á, là thứ nhất các bạn biết không? Lỡ may những bạn mới vô nghề sơn á, ví dụ như mà để lâu á, nó không có chảy ra ngoài da, nó không có chảy khi cổ, nó hay chỗ đó đó. Ngày xưa Alex xài nhiều loại lắm, nó cũng rất là good, cũng ok, nhưng mà khi mà mình để lâu á, các bạn thấy không, nó ra cái khi cổ rất là đẹp, nó không có chảy, nó hay ở chỗ đó. Nên những bạn nào mà muốn mua cái top coat này á, thì có thể lên website Alex order ha. Mua 10 chai tặng chai. Còn mua 100 chai tặng Alex. Alex mua rất là rẻ nhưng ship hơi nặng, chích thuốc cho ngủ rồi bỏ thùng ship qua thôi ha. Trời ơi, bay đèn cho Alex đi. Wow, amazing sale shop đi cả. Ok, thank you so much. Ok, xong rồi ha. Xong rồi Alex sẽ bỏ cái chai dầu vào lên. Bỏ đá nữa hả? Muốn đá nữa hả? Trời ơi, khách hàng gì mà khó chịu vậy, bỏ đá nữa hả? Trời ơi, bỏ đá nữa hả? Làm phí cái màu đá nữa. Trời ơi, khách hàng phải nói hơi bịch mí, hơi bự xí. Trời ơi, mọi người biết không, làm phí còn đòi bỏ đá nữa. Trời ơi, chịu không hả? Làm phí còn đòi bỏ đá nữa. Trời ơi, các bạn chỉ biết ở dưới lấy giò đá nữa. Có thịt mọi đèn đi. Top này xài cho everything. Đúng rồi chị Windy, đúng rồi, cái top code này á, thì những bạn nào mà xài nhớ nha, dip là phải để 2 phút cho Alex nha. Dip là phải để 2 phút cho lên cho Alex, 2 phút thôi. Đó, tại dip Alex muốn gửi gắm vậy, còn mấy cái kia thì các bạn để 1 phút thì cũng được rồi. Cái màu đẹp quá. Các bạn thấy không, khi mà các bạn giũa cái món square mà nó ôm vô hai bên á, Alex bảo đảm á, nó nhìn nó sắc lắm. Nhìn cái bộ nail ra nhìn nó sắc sảo lắm. Nó chỉ có vậy thôi, những cái gì hết á. Đó, nên các bạn đừng có worry tại sao những cái bộ nail mà mình làm ra nó không được tự nhiên. Có thể là mình chỉnh sửa một phần nào đó thôi. Thì Alex hy vọng mọi người sẽ làm tốt hơn và có thể kiếm nhiều tiền hơn ha. Đó. Đá nữa hả? Đá này nữa hả? Đá này nữa hả? Trời ơi, cho Alex cho các bạn coi cái màu này. Đây, các bạn nhìn này. Đây, các bạn thấy không? Nó na chỗ lắm. Đây, bên tay kia nữa. Để cho coi cái đèn như này nè. Đây cái đèn này. Đây nè. Còn nhớ nha, bỏ cái đèn này ha. Nó rất là natural. Đây. Ha, xong rồi đó. Là tự nhiên ha, đây là kim tuyến này. À, là đẹp. Cái đồ dũa đó màu trắng hỏi xài bao lâu vậy Alex? Cái đồ dũa màu trắng này ha, thì mua về ha, các bạn thấy không? Này, khi còn dũa cái xếp mà cho nó ôm vô, các bạn thấy không? Nhìn cái nail nó thon lắm, thấy không? Nó hơi ra đồ, nhìn nó rất là thon. À, cái top coat rất là bóng ha. Rất là thon. Đó. Alex để cái tay ra nè. Nè, để cái tay ra. Đó. Còn thấy không? Nhìn nó rất là thon ha. Màu số mấy vậy Alex á? Màu này ha. Màu này là màu Corona Pink nha. Ai muốn mua thì mua cái màu này. Có cái màu Salala Pink cũng đẹp nữa. Alex cũng qua Alex mới làm cái bộ nail mà cách đây vài ngày á, để là cho cái bộ coi bộ nail này nè. Còn để Alex xí nha, để cho coi này.
cái bộ neo này này. Đây là cái màu này là cái màu nút pink, hai màu màu nút pink, nó cũng trong set 12 màu. Nó còn cái màu đây, cái màu này là màu sala là pink này. Cái màu này đẹp lắm, cái màu rất là tự nhiên, là thích màu này nhiều lắm. Màu là tên sala là pink nha. Đó. Ok, rồi bây giờ Alex ngưng cái like tại đây, rồi Alex muốn chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ ha. Rồi có gì gặp mọi người nhân những cái like tiếp tục nữa ha. Bye bye mọi người. Thank you you guys nha. Nhớ nha, các bạn muốn order set 15 màu có thể lên website Alex order bây giờ. Thank you mọi người rất là nhiều. Muốn được giảm 10% nữa, bỏ cái code time me rồi cái top Ryan rồi cái top crazy. Đó là những cái code để giảm giá nha.